Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiện Trúc Ly nha. Hôm nay là tối ngày 11 tháng 3 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con lên một lô sứ hạt. Ủa? Sứ nguyên liệu. Sứ này cũng trồng từ hạt nha. Nhưng mà hoa là hoa năm cánh màu đỏ hoặc là hồng. Ít khi nó ra màu trắng. Màu trắng thì nó hơi hiếm một tí. Này là lô 11 cây như thế này á. Có giá là 200.000 con bao ship toàn quốc luôn. Này là củ nó khá già nha cô chú anh chị. Đây nè, cái củ nè, cái màu củ nhìn là nó biết già hay non, nó ngà ngà là nó già, còn mà củ mà nó trắng á, thì nó hơi non. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này cũng có Zalo luôn. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn xem hình ảnh thì con gửi hình qua Zalo nha. Đây 11 cây, một cây to đẹp luôn. Cây nó so với cục gạch nha cô chú anh chị. Đây nè, so với cục gạch cho cô chú anh chị mình dễ xem nha. Cái hoành cũ này là tầm 45, hoành tầm 45 nha, hoành trên dưới 45. Cũ so sánh với cục gạch. Mấy cái tược này là ghép được hết nha cô chú anh chị. Cây này là mấy cái tược này là ghép được hết luôn nha. Một lô như thế này là 11 cây, chỉ có giá là 200.000 con bao ship nha. Cũ khá là già luôn. Mấy cái này mới vũ ra, rễ nó còn ướt á. Con phơi cho khô rễ rồi con mới gửi nha. Con phơi kỹ cho khô rễ rồi con mới gửi đi, cho nó an toàn cho cái cây của mình á. Mình về mình tỉa rễ, mình trồng lại, mình ghép hoặc là chơi nguyên thủy đều được nha. Đây cái hoành cũ của nó đây, so sánh với cục gạch nha chú anh chị. Cây là 3 tược trở lên hết luôn nha. Đây lô như thế này chỉ có 200.000 con bao ship. Cô chú anh chị mà sưu tầm nguyên liệu về chơi nguyên thủy hoặc là mình ghép á thì cứ liên hệ với con nha. Vườn con ở ngoài cũng còn, nếu mà lô này con bán rồi thì con sẽ vũ lô khác cho cô chú anh chị mình chụp hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con nha.